quay lại học thôi nha nè. Đó, mai mình lại tiếp tục giải đề đó. Giờ mình làm một cái đề ở Cầu Giấy Hà Nội tiếp. Đó, đề rất là hay nha, đề cô hình rất là hay. Đó, đòi hỏi là bạn nào phải nắm chắc lý thuyết này, rồi phải nhạy bén thì mới làm được. Đó, rồi mình vô giải. Những cái câu đầu thì nó dễ rồi, không có gì để bàn nữa. Được không? Đây. Đó, mà muốn không có gì để bàn thì mình phải phải học chắc, mình phải xem đi cẩn thận, rồi anh giải xong thì phải về giải lại, được chưa? Rồi, phân tích đa thức thành nhân tử. Rồi con này đúng không? Con này mình cứ đặt ba ra ngoài đi, mình đặt ba ra ngoài. Đó là còn x bình trừ cho 4x cộng cho 4 thì có phải đây là hàng đẳng thức không? Là bằng cái gì? 3 nhân x trừ 2 tất cả bình đúng không? Đó, cái đấy thì dễ rồi, anh không cần ghi ra. Rồi câu B. Câu B này thì có phải mình đặt đây mình đặt x ra còn x cộng 7 này. À không không nha. À không nha. Đây mình phải nhóm số đầu với số cuối này với nhau này để nó ra hàng đẳng thức này, được chưa? Là x trừ y đấy. X trừ x bình trừ y bình là bằng x cộng y nhân cho x trừ y, được chưa? Xong rồi cái này mình đặt 7 ra ngoài là còn x cộng y, thì có phải là nó có nhân tử chung là x cộng y không? Rồi mình đặt ra thì còn x trừ y cộng cho 7 nhân cho x cộng y đúng không? Đấy, mấy câu này thì mình giải nhanh thôi, đến giờ là mình còn không còn lăn tăn nữa rồi. Rồi đến câu này, đến câu này giờ mình xem mình biến đổi như thế nào để mình phải tách cái này ra này, mình tách cái này ra này, được chưa? Mình tách ra để tí mình biến đổi nó. À, vậy thì giờ mình phải tách như thế nào, mình tách như thế nào đây? À, x bình nhé, giờ anh tách x bình trừ cho 3xy được không, rồi cộng cho 2xy thì một hồi nó cũng quay về là hai cái này cộng lại thì có phải quay về là trừ xy không, rồi trừ cho 6y bình. Rồi đấy, đến đây thì mình làm sao, mình lại đặt ra thôi. Đây này, mình đặt ra này, đặt ra là có cái gì này, đặt x ra thì có phải đây là còn x trừ cho 3y không? Đó, ở đây mình đặt 2y ra, mình đặt 2y ra đúng không? Đây mình đặt 2y ra thì đây còn x trừ cho 3y không? Đó, các bạn phải tập làm nhiều thì đến đây mới nhạy bén mà tách ra được chưa? Còn không làm nhiều là đi thi là gặp câu này là bị cấn này. Rồi, vậy đây nó có nhân tử chung là x trừ 3 đúng không? X trừ 3y. Xong rồi nhân cho x cộng cho 2y thôi. Thấy chưa? Đó. Làm nhiều thì tự nhiên đến đây nó sẽ tạo cho mình một cái phản xạ, được chưa? Rồi. Rồi, câu tiếp theo. Rồi, câu này thì mình phải vận dụng cái hàng đẳng thức này. Đấy. Câu này phải tinh tế này, đó. Câu này phải dựa vào là câu này sẽ biết được là các bạn có chịu học bài hay không, các bạn có chịu học bài hay không. Đó. Và đòi hỏi là phải biết là biến biến đổi xíu đúng không? Rồi, đây con này. Thì mình ra đây, x mũ 3 trừ cho 3x bình. Đấy đúng không? Nhìn nó na ná cái dạng mà hàng đẳng thức rồi đúng không? Hàng đẳng thức số 5 hay gì đấy. Đấy. Thì có phải là a mũ 3 trừ cho 3a bình b. Đấy, rồi cộng cho 3 ab bình. Đấy, rồi trừ cho b mũ 3 đúng không? Đấy, thì đây, nó đây. Nó đây, câu này phải chỉ có làm nhiều thì mới biết được rồi. Rồi vậy thì đây nhé, anh là x mũ 3 này trừ cho 3x bình thì có phải là bằng a bình không? Rồi nhân cho 1. Đấy, 1 là b nhé, rồi cộng cộng cho 3x đúng không? Rồi nhân cho b bình là có phải 1 bình không? Rồi trừ cho 1 mũ 3. À, 1 mũ 3 tức là 1. Thì đây, đến đây nha, mình chưa sử dụng đến hai ông này đúng không? Mà mình lại thêm 3x vào thì có phải là mình phải trừ đi 9x không? Để tí một hồi nó cộng lại thì nó lại ra trừ 6x đúng không? Nó phải quay về cái ban đầu. Đây là mình thêm bớt để nó ra nhân tử chung, được chưa? Rồi, đây là trừ 1 này, mà đây là cộng 8, vậy là mình phải cộng 9 vào đây để hồi nó
cộng vào thì nó lại quay lại là cộng 8 được chưa? Rồi. Vậy là bằng cái gì? X trừ 1 tất cả mũ 3 đúng không? X trừ 1 tất cả mũ 3 trừ cho 9 nhân cho x trừ 1. Đó, giờ nó ra nhân hằng đẳng thức. À, nó ra nhân tử chung rồi, nó ra nhân tử chung là x trừ 1. Còn đây là x trừ 1 tất cả bình trừ cho 9. Trừ cho 9 thì có phải bằng 3 bình không? Đấy, lại ra một cái nhân tử chung tiếp. Mình tách cái này ra lại được nhân tử chung tiếp. Bằng cái gì mấy em tự ghi ra được chưa? Câu này là anh nghĩ là chỉ có bạn nào thực sự mà học tốt thì mới làm được, thực sự mà học tốt hoặc là chăm chỉ xem bài thì mới làm được thôi. Còn câu này nhiều bạn gặp sẽ bị đơ liền đúng không? Đó. Rồi đến đây tách ra tiếp nha, đây là hằng đẳng thức tiếp đó, hằng đẳng thức số 3 tiếp đó, được chưa? Quan trọng là cái bước này này, đấy, quan trọng cái bước này là bước ăn điểm này, đấy, không tách được, không nhìn ra được, không nhớ hằng đẳng thức mà không biết vận dụng á, không nhìn ra được thì cũng khó đấy, được chưa? Rồi, mình qua câu tiếp theo nha. Câu tiếp theo là rút gọn rồi tính giá trị của mỗi biểu thức sau. À, vậy là mình phải rút gọn trước, được chưa? Mình rút gọn trước đây. Đây, câu này thì mình nên làm gì đây? Mình nên đặt nhân tử chung đây nè. Tại vì nó 5 cộng 7x với 7, 7x cộng 5 thì nó có khác gì nhau không? Không đúng không? Nó chỉ là giao hoán của lớp 4 thôi. Vậy là đây, mình sẽ nhóm cái đầu với cái cuối, mình đặt nhân tử chung ra. Mình đặt nhân tử chung ra là cái gì? Đây, 7x cộng 5 đúng không? A bằng 7x cộng 5. Rồi, thì đây nó vẫn còn 7x cộng 5 nè. 7x cộng 5 bình thì đây còn 7x cộng 5. Rồi đây có phải là trừ không? Trừ nè, dấu trừ nè. Trừ. Đây mình đặt 7x cộng 5 ra, còn trừ cái cụm này đúng không? Trừ cho 10 cộng cho 6x. Đấy, anh bỏ ngoặc luôn nha. Lẽ ra là bỏ ngoặc thì mình phải đổi dấu nha. Đó, nhiều bạn không đổi dấu thì sẽ sai. Rồi đây còn lại cộng 3x trừ 5 tất cả bình, được chưa? Rồi, đây là bằng cái gì? 7x cộng 5. Rồi, rồi trong đây là 7x cộng cho 6 là bằng bao nhiêu? 7 à không phải nha. Đây, bài này mình tinh tế một xíu nè. Bài này nó không, mình không nên làm như vậy nè. Mình tinh tế mình để ý đây. Đây có phải là A bình không? Đây có phải là B bình không? Còn cái 2AB nhá, đây là hằng đẳng thức số 2 này. 2AB nó ẩn trong đây. Nó ẩn trong đây khi mình đặt số 2 ra ngoài. Mình đặt số trừ 2 ra ngoài. Đúng không? Thì đây là còn 3X trừ 5. Đấy, thì nó ra dạng A nhân B. À, được chưa? Rồi, mình làm lại nè. Đấy, anh cũng quên để ý. Rồi, đây là 7X cộng 5 tất cả bình, đúng chưa? Cộng cho trừ, trừ đúng không? Trừ cái này nè. Trừ cho, giờ anh đặt trừ 2 ra ngoài đúng không? Trừ cho trừ 2. Rồi trong này có phải là mình đặt trừ 2 ra thì nó còn là 3X trừ 5 không? Đấy, để cho nó giống cái B này nè. Rồi, xong tiếp tục là nhân cho 5X, à, 5 cộng 7X đúng không? Đấy. Rồi, đây là cộng cho B bình là 3X trừ 5 tất cả bình, được chưa? Thì đây nó bằng cái gì? Đây trừ với trừ là cộng này. A bình cộng 2AB cộng cho B bình thì là hằng đẳng thức là 7X cộng 5 A cộng B tất cả bình cộng cho 3X trừ 5 tất cả bình, đúng không? Đó. A cộng B tất cả bình, A đây, B đây, được chưa? Rồi bằng cho là 10x tất cả bình, được chưa? 10x tất cả bình. Rồi. Giờ nó kêu thế x bằng trừ 2 vô thôi. X bằng trừ 2, 10 nhân trừ 2 là trừ 20 tất cả bình. Là bằng bao nhiêu? Đấy, bằng bao nhiêu thì tự bấm máy. Đấy, nhớ là dấu trừ này trong ngoặc. Mà tất cả bình thì nó luôn lên số dương nha. Rồi. Rồi đến câu B. Câu B, được chưa? Câu B đây. Nè, đây mình để ý nè, nhìn cái này, hai cái này nhân nhau là phải nhạy bén, là thấy nó na ná cái dạng mà là hằng đẳng thức số 7 hoặc số 6 rồi, được chưa? Đấy,
phải nhạy bén. Rồi, câu B thì ngay cái đầu tiên là mình thấy A cộng B nhân cho bình phương thiếu của một hiệu thì có phải là bằng A mũ 3 không? 2x tất cả mũ 3 cộng cho B mũ 3 không? Đó là y mũ 3. Đây là y bình này, 2x tất cả bình thì có phải là bằng B bình cộng cho A bình không? Rồi đây là bình phương thiếu của một hiệu đó. Bình phương thiếu của một hiệu là trừ 2x là A nhân B trừ A nhân B. Được chưa? Rồi, trừ cho cái gì? Trừ cho 8. Rồi đến đây là mình hằng đẳng thức này là x bình 8x đúng không? Nhân cho x bình cộng cho trừ cho 1. X bình trừ 1 bình đó là trừ cho 1 thôi. Rồi, đến đây mình lại nhân phân phối vô thì tí mình sẽ rút gọn đi nè. Đây có phải 8x tất cả mũ 3 không? Cộng cho y mũ 3 không? Rồi đây là trừ 8x, trừ 8x mũ 3. Rồi đây là cộng, cộng 8x. Đấy, thì cuối cùng là nó ra là y mũ 3 cộng 8x. Y mũ 3 cộng 8x. Được chưa? Y mũ 3 cộng 8x. Rồi thế x y vào thôi, như theo đề bài yêu cầu thôi. Được chưa? Đó, mình phải nhạy bén nha. Mình làm nhiều thì mình sẽ có cái phản xạ. Được chưa? Đó, còn bạn nào mà không chịu làm là anh cũng chịu thua luôn đó. Anh chịu thua đấy, anh không thể cứu vãn nổi đâu. Các bạn phải tự chăm thôi. Còn giờ mà đợi nhắc nữa thì là lên mai mốt rồi quay lại lớp mà hơi mệt đấy. Học mình không biết tí kiến thức nào cả. Anh dậy từ hẹn giờ rồi đó, do ý thức của mỗi bạn thôi. Rồi, còn bạn nào thì cũng được anh dạy như nhau đúng không? Rồi, giờ đến đây tìm ít y biết rồi. Đây bài này dễ, mình đặt x ra ngoài này thì có phải là còn x cộng 4 không? A nhân B bằng 0 và A bằng 0 hoặc B bằng 0. Quá dễ, câu đấy làm trong 15 giây. Rồi, đến câu này. Câu này rồi nha. Câu này thì mình nên đưa chuyển vế qua đây, mình chuyển vế hết qua là còn gì? Là có phải là còn 5x đấy nhân cho 3x trừ 2 không? 3x trừ 2 nó sẽ chứa trong này nè. Đây là hằng đẳng thức này. Khi mà chuyển qua là thành cộng 9x này. 9x bình trừ cho 4 này, bằng 0 này. Đấy. Thì đây có phải hằng đẳng thức không? 3x tất cả bình trừ cho 2 bình. Thì đây nó đã chứa một cái trong này rồi. Được chưa? Là mình đặt là nhân tử chung là 3x trừ 2 ra. Thì đây là còn 5x. 5x cộng cái gì? 5x có phải cộng cho 3x cộng 2 không? Đó, tại mình đặt là a trừ b ra rồi thì mình đây là còn a cộng b này, được chưa? Bằng 0. Rồi, vậy a nhân b bằng 0, vậy a bằng 0 hoặc b bằng 0. Đó, cái chỗ này thì tự tính nha. Tự tính anh gợi ý thôi. Rồi tiếp tục, tiếp theo câu này. Câu này là mình phải tách ra nè, mình tách cái số 7 này ra nè. Đấy, mình sẽ chuyển về hết một vế là x bình cộng 7x trừ cho 8 bằng 0. Được chưa? Vậy giờ mình tách con 7 này ra. Đấy, thường thì nó nằm giữa vậy đúng không? Mình nên tách theo số 8 với số trừ 1 đúng không? Thì có phải là x bình trừ cho x cộng cho 8x không? Đấy, rồi trừ cho 8 không? Bằng 0. Thì thôi cộng lại thì nó ra là cộng 7 thôi. Được chưa? Rồi đến đây mình đặt x ra ngoài thì còn x trừ 1. Đến đây mình đặt 8 ra còn x trừ 1. Mình có nhân tử chung. Đấy, lại nhân tử chung. A nhân B bằng 0, vậy A bằng 0 hoặc B bằng 0. Đó, đến chỗ này là tự làm được rồi. Anh gợi ý cái bước tách này là quá đáng lắm rồi. Được chưa? Đó, các bạn làm đến đây là phải biết tự tách ra được rồi đó. Được chưa? Rồi, tiếp theo đến câu này. Đến câu này. Rồi, mình để ý xem nhé. Mình để ý xem nó có liên quan đến hằng đẳng thức hay là một cái gì không. Đấy. Rồi, đến câu này thì mình chuyển cái 25 ra này nè. Đây mình đã ra là x bình này. Đấy, được chưa? Cộng cho 2 nhân cho x nhân cho 5 rồi cộng 25 là 5 bình. Thì đây là một cái hằng đẳng thức. Mình mới lấy một x ra thôi, còn đây có 2x là vậy là mình còn dư một cái x bình ra. Rồi tiếp tục cộng cho 2 nhân cho x. Đấy, rồi nhân cho 2y. Được chưa? Nhân cho 2y. Rồi đây là 4y tất cả bình thì có phải là cộng 2y tất cả bình không? Bằng 0. Rồi, ra hai hằng đẳng thức. Đây,
thì hằng đẳng thức này có phải là hai cái hằng đẳng thức đấy có phải là đây x cộng 5 tất cả bình đúng không, cộng cho x cộng 2y tất cả bình bằng 0 được chưa. Rồi a bình cộng b bình bằng 0, vậy là hai cái phải đồng thời bằng 0, tại vì hai số này luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Muốn nó xảy ra đồng thời bằng 0 thì cả hai đều bằng 0 đúng không? Vậy là muốn cả hai đều bằng 0 là phải là x cộng 5 bằng 0 và cái dấu ngoặc nhỏ này biểu thị cho từ và x cộng 2y cũng phải bằng 0. Vậy từ đây mình suy ra x bằng trừ 5 này. Rồi mình thấy x bằng trừ 5 xuống dưới thì có phải là y phải bằng 5 không? Y phải bằng 5. À, y phải bằng trừ y phải bằng 5/2, y phải bằng 5/2 đúng không? Y phải bằng 5/2 đó. X bằng trừ 5 và y phải bằng 5/2 thì cái này nó mới xảy ra đồng thời được chưa? Đó, nó sẽ có dạng là a bình cộng b bình bằng 0. Vậy thì a bằng 0 và b bằng 0 được chưa? Đó. Còn cái nhân thì mình là dùng từ hoặc được chưa? Dùng từ hoặc. Đó. Rồi tiếp tục nha, giờ qua bài hình nè, bài hình rất là hay. Anh sẽ dùng giấy ô ly, để sao? Để chỉ các bạn cái cách mà dự đoán đó, kể trên giấy kia thì nó hơi khó dự đoán đúng không? Đó. Anh có kẻ một cái hình sẵn rồi, anh có làm sẵn rồi, đây. Thôi giờ anh cứ kẻ trên giấy kia đi nhé, cho nó dễ nhìn, rồi anh đưa cái hình của anh ra. Anh sẽ kẻ hai hình giống nhau, giống như trang nhau thôi, được chưa? Rồi. Bây giờ là mình kẻ hình này. Rồi, cho hình chữ nhật ABCD. Rồi. Hình chữ nhật đúng không? Rồi. Bài này rất là hay nha, bài này bạn nào phải học chắc kiến thức thì mới làm được thôi, còn không thì anh chắc chắn là chỉ biết làm là đến cái câu gọi là câu B là hết rồi, đó, bài này đòi hỏi kiến thức từ mấy lớp dưới nữa. Rồi ABC đúng không? Đây nha. Đây. Cho nó dài. Dài hơn xíu đây nha. Tại vì những cái lúc mà anh giải trước á thì anh thấy là kẻ nó dài hơn thì các bạn sẽ dễ nhìn hình hơn. Còn mà kẻ cái chiều dài mà nó xem chiều rộng thì nó cái hình nó khó nhìn lắm. A B C D, hình chữ nhật thì có 4 góc vuông. Rồi. 4 góc vuông. Được chưa? Rồi. Giờ là BH vuông góc AC. Rồi, vậy AC là cái đường chéo rồi. Đó, BH vuông góc AC. Rồi, BH vuông góc AC. Đấy, để vuông góc này. Rồi, tịnh tiến đến này. Đó, vuông góc chưa? H đây đúng không? H. Rồi. Rồi, giờ người ta kêu là IME lần lượt là trung điểm của AH. Rồi, vậy AH là trung điểm là Y đúng không? Rồi, mình coi. AH là 52, vậy là 26 này. Y đây. Y. Được chưa? Rồi, còn gì? M là trung điểm của BH. Đây, M đây. Anh coi là bao nhiêu? 28 thì có phải là 14 không? M đây. Được chưa? Đánh dấu nó bằng nhau này. Rồi E là trung điểm của CD. Đây, vậy E dưới này 6. Đây, E đây. Đấy, được chưa? Rồi, tiếp theo chứng minh tứ giác ABMI là hình thang. Rồi, câu này dễ anh gợi ý nha. Câu này rất dễ. ABMI đúng không? Thì muốn nó là hình thang, vậy chỉ cần đáy lớn song song đáy bé đúng không? Mà đây, cái tam giác AHB có cái đường trung bình IM không? Thì IM có song song AB không? IM mà song song AB, vậy nó đã là hình thang chưa? Nó dễ không? Câu đó rất dễ. Rồi, câu đó anh không làm. Các bạn tự làm vào, tự trình bày vào nhé. Câu đó quá dễ rồi. Rồi, đến câu B này. Câu B
À, câu này anh ghi gợi ý là chứng minh MI song song với AB. Đó. Thì sẽ làm được. Rồi, dựa theo tính chất đường trung bình. Tính chất đường trung bình của tam giác. Đó. Của tam giác được chưa? Rồi. Rồi, đến câu B, chứng minh tứ giác IMCE là hình bình hành. IMCE là hình bình hành. Rồi. Và mình kẻ đến đâu là mình phải hình dung được cách làm đến đấy rồi. IMCE là hình bình hành là mình phải liên tưởng đến những cái dấu hiệu nhận biết hình bình hành thì mình mới làm được câu này. Đúng không? Rồi, vậy cái dấu hiệu nhận biết hình bình hành là gì? À, hình có các cặp cạnh song song. Đấy, hình có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Đó, mình sẽ dùng cái dấu hiệu hình có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau, được chưa? Đấy. Có mấy cái tính chất, 4 5 tính chất thì các bạn phải nhớ cho bằng được chưa? Phải nhớ cho bằng được. Nhớ cũng chưa đủ, nhớ xong rồi mình phải áp dụng vào làm bài. Đấy, đây, như đây nha. Rồi giờ mình sẽ chứng minh một cặp cạnh đối song song và bằng nhau, được chưa? Đây, thì IM này song song AB và IM có song song DC không? Có. Đó, AB song song DC mà IM song song AB, tại IM là đường trung bình đúng không? Suy ra AB suy ra IM IM sao song song với DC mà DC EC có thuộc DC không? Đó, vậy mình ghi ngắn là EC rồi. Được chưa? Rồi. Rồi tiếp theo này. IM đây là anh đang gợi ý nha, khi trình bày là phải trình bày vô đấy. Trình bày theo tính chất nào rồi cái gì thì phải ghi vào, ghi rõ ràng vào đây, anh gợi ý thôi, anh sẽ không làm sẵn đâu. IM bằng 1 phần 2 AB. À, mà AB bằng DC đúng không? Bằng 2 lần EC đúng không? Tại E là trung điểm đúng không? Đó, E là trung điểm. Thì IM suy ra IM có bằng EC không? Đó. Cái này mấy cái này là rất dễ giải thích nè, khi trình bày rồi là phải giải thích rõ ràng ra nha, giống như mình đi thi vậy đó, tại đây là bài kiểm tra bài thi mà, được chưa? Rồi vậy suy ra là từ có hai cái này đúng không, đây là một nè, đây là hai, từ một và hai mình suy ra cái gì, suy ra vậy nè, vậy từ một và hai suy ra cái gì, suy ra là i m e c e có phải là hình bình hành không? Hình bình hành đúng không? Tứ giác IMCE là hình bình hành, được chưa? IMCE là hình bình hành. Đấy. Rồi, câu B rất dễ rồi. Rồi đến câu C này. Câu C liên quan đến kiến thức của lớp 7. Đấy, một xíu kiến thức của lớp 7. Đấy. Bạn nào phải học chắc cơ thì sẽ mới thấy nó dễ, mới thấy nó dễ. Rồi. Gọi G là trung điểm của BE đúng không? G là trung điểm của BE. Rồi, đấy, khi mà kẻ các bạn khi làm nhá, nhớ kẻ nó dài ra thì nó sẽ thấy nó rõ hơn, được chưa? G đây là trung điểm của BE. Còn đây cái hình mà anh làm trên vỏ ly đó. Khi mà anh kẻ cái chiều dài xem với chiều rộng này thì nó sẽ sát nhau, hai cái đường này sát nhau. Tí sẽ khó khó chỉ cho các bạn nhìn cái hình hơn, được chưa? Rồi đấy, nói chung là anh tính toán hết rồi. Đó, được chưa? Rồi đây là 44 này thì có phải là 22 không, 22 nha. Đây là G, đây G G đúng không, G là trung điểm. Rồi G là trung điểm, vậy mình nên ký hiệu như thế nào đây, mình ký hiệu ba ba cái sọc này nha. Rồi G là trung điểm của BE. Rồi ok, G là trung điểm BE. Giờ người ta kêu làm gì nhỉ? Chứng minh M là trực tâm của tam giác IBC. Rồi, vậy phải nhớ cái trực tâm. Trực tâm là giao điểm ba đường cao, nhớ nha. Trọng tâm là giao điểm của ba đường trung tuyến, trực tâm là giao điểm ba đường cao. Vậy mình chỉ cần chứng minh mấy cái đường giao điểm của hai đường cao là đủ đấy, và chắc chắn cái đường cao thứ ba nó cũng sẽ đi qua cái trực tâm đấy, được chưa? Thường thì mình chứng minh hai hai đường giao nhau là đủ rồi. Rồi và IBC đây,
cái tam giác IBC đây, M là trực tâm. Vậy là giờ nè, mình có BM, BM thì có phải BH, M thuộc H thì BM có phải vuông góc với AC không? Đó, một đường rồi. BM đây, mình có cái thứ nhất BM vuông góc với ông IC. Đấy, IC ngay cái giả thiết rồi, giả thiết đề bài cho rồi, đúng không? BM vuông góc với IC rồi. Đấy, giờ mình chỉ cần chứng minh thêm một cái đường cao nữa. Đấy, từ một đỉnh qua M vuông góc với cạnh còn lại, thì đây có phải là anh sẽ chứng minh cái thằng IM này, anh sẽ chứng minh cái thằng IM nó cũng vuông góc luôn này. Đấy, anh sẽ chứng minh thằng IM vuông góc này. Tại sao? Tại giờ nhé, anh có AB có vuông góc BC không? Rồi, anh có AB vuông góc với BC, tại tứ giác ABCD là hình chữ nhật, hình chữ nhật đúng không? Rồi, mà anh lại có IM song song với AB. Rồi, vậy thì từ hai điều này mình có suy ra IM cũng vuông góc với AB, BC không? Cũng vuông góc với BC không? Rồi, từ 1 và 2 là mình đã đủ để suy ra rồi. Vậy à, nãy mình đặt 1, 2 đây không? Mình đặt đây là 3, 4 nhé. Từ 3 và 4 thì mình suy ra cái gì? Mình suy ra M là trực tâm đúng không? Trực tâm, tại nó giao điểm của hai đường cao rồi. Đấy, thấy chưa? Bạn nào phải tinh ý thì sẽ phát hiện ra đấy, IM nó cũng sẽ vuông góc với ông BC, tại vì IM song song AB mà, đúng chưa? IM song song AB mà. Rồi, rồi giờ câu tiếp theo này, từ đó chứng minh tam giác IGC là tam giác cân. IGC nhé, IGC là cái tam giác có hai cái cạnh cân là hai cái cạnh màu đỏ này, anh vẽ nè. IGC đúng không? IGC này, tam giác cân. Rồi, cái này thì liên quan đến kiến thức lớp 8, đường trung bình đường trung tuyến ứng với cạnh huyền trong tam giác vuông. Rồi, đây. Giờ làm câu này làm sao đây? Đây nha. Thì có phải giờ mình đã biết ông Y, ông G, ông M này nè là trực tâm đúng không? Vậy thì anh kẻ cái ông CM này lên, thì CM hiển nhiên là nó cũng sẽ vuông góc với ông IB đúng không? Đúng không? IM vuông góc với ông IB chắc chắn luôn. Rồi, anh lại có suy ra CM vuông góc với ông IB.